Thông tin từ tiểu ban điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 cho biết, ngoài 4 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện vào chiều ngày 29 tháng 3, hiện diễn biến sức khỏe của 3 bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiến triển tốt lên. Tin vui khác là đã có 65 ca mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, trong số này thì có 53 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm từ 2 đến 4 lần âm tính.